trong mỗi giờ học thể dục, con thích mỗi khi có môn thể môn bóng rổ, con rất là thích thú và hào hứng. Thể dục giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, tinh thần minh mẫn và rất là hào hứng và tích cực ạ. Tôi lồng ghép các trò chơi vận động, các môn thể thao tự chọn vào trong tiết học để tạo hứng thú cho các em học sinh. Trường chuyên đã có những cái vận động viên tham gia vào đội tuyển vận động viên của tỉnh để tham gia giải đấu quốc gia. Trong chương trình giáo dục chính khóa của các bậc học phổ thông, giáo dục thể chất mà cụ thể là môn thể dục là môn học bắt buộc với 2 tiết trên tuần từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Không áp lực, chủ yếu để rèn luyện thể chất, không gian học không gò bó chủ yếu ở ngoài trời nên môn thể dục trong suy nghĩ mặc định của nhiều học sinh là để thư giãn, xả stress. Hoặc trong những điều kiện bối cảnh khác nhau của từng trường, việc triển khai dạy và học môn thể dục hay nói cách khác giáo dục thể chất mang đến cảm nhận ý thức khác nhau với người dạy và người học. Tại thành phố Vũng Tàu, khi trường lớp ngày càng khang trang, điều kiện dạy và học ngày càng được nâng lên, đặc biệt với yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, giáo dục thể chất có chuyển biến vượt bậc, được chú trọng đúng mức, đúng nghĩa, 4 trụ cột thiết yếu trong giáo dục đào tạo thế hệ trẻ ngay từ những bậc học phổ thông, được người dạy, người học và cả người quản lý giáo dục cùng quan tâm, cân đối, hài hòa. Nhân diện rõ nét từ khung chương trình là trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chính thức triển khai toàn quốc năm học 2020-2021, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam, môn giáo dục thể chất có sách giáo khoa. So với các huyện thị thành trong tỉnh, các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũng chuyển biến phát triển mạnh nhất, đồng đều nhất về giáo dục thể chất qua đầu tư về cơ sở, thiết bị, thiết lập về phương pháp, loại hình, đặc biệt chất lượng giáo dục thể chất không ngừng nâng lên ở phạm vi Đại Trà lẫn Mũi Nhọn. Hầu hết trường phổ thông ở thành phố Vũng Tàu có sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu để có thể linh hoạt thực hiện nhiều loại hình vận động kể cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong các giờ học thì em rất là thích giờ học thể dục, tại vì mỗi lần mà ra chơi thể dục thì em có thể được chơi môn bóng ném là môn mà em rất là thích và được nhà trường phát triển rất mạnh. Thường ngày ở trên lớp thì bọn em là phần lớn là dành thời gian cho việc học và những cái dự án cá nhân ấy, cho nên là họ tiết thể dục bọn em xem là những cái khoảng thời gian rất là quý giá để bọn em có thể giải lao và cũng như là vận động sau những cái giờ học căng thẳng. Thể dục thể thao học đường Vũng Tàu trở thành nền tảng quan trọng cho giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường, đồng thời lan tỏa thúc đẩy phong trào thể thao địa phương. Và hơn thế nữa, tạo cơ sở cho thể thao thành tích cao thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Vũng Tàu đã xây dựng các đội nhóm câu lạc bộ ở từng bộ môn với sự đầu tư bài bản của nhà trường, hội phụ huynh, các nguồn lực xã hội. Qua đó, những học sinh có năng khiếu, đam mê, thể thao tiếp tục được tạo điều kiện phát triển và định hướng chuyên sâu. Nhận thức tầm quan trọng của giáo dục thể chất trong các tiết thể dục, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân chú trọng nâng cao nhận thức, rèn luyện thói quen, kỹ năng vận động cho học sinh, theo hướng giúp học sinh phát triển thể chất hài hòa. Những bài tập rèn luyện thể chất được triển khai từ cơ bản, đội hình đội ngũ, trò chơi vận động đến bài tập thể dục kết hợp âm nhạc dụng cụ. Các môn thể thao theo sở trường, đam mê cũng được nhà trường chú trọng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ngoài việc tập luyện các động tác thể dục cơ bản, thầy cô còn cho chúng em chơi những trò chơi vận động để rèn luyện tinh thần tập thể, nên mỗi giờ học rất hào hứng và thú vị. Trong các môn thể thao thích nhất là môn bóng rổ, bởi vì
môn thể thao này có thể giúp con tăng chiều cao. Trong mỗi giờ học thể dục, con thích mỗi khi có môn bóng rổ, con rất là thích thú và hào hứng. Đầu mỗi năm học, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tổ chức thi tuyển những em có năng khiếu và thành lập đội tuyển thể thao của trường tham dự các giải thể thao cấp thành phố. Quan tâm đầu tư bài bản, nhiều năm liền trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân là điểm sáng trong phát triển bộ môn bóng đá cấp tiểu học thành phố Vũng Tàu. Giải bóng đá thiếu niên toàn thành qua 3 mùa giải tổ chức, đội bóng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có 2 lần đoạt cúp vô địch, đồng thời đóng góp nhiều thành viên cho đội U11 thành phố Vũng Tàu tranh tài tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT. Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, thì các em sẽ được luyện tập vào mỗi buổi chiều sau khi ra về. Các em được tham gia cò chát, giã hủ với các câu lạc bộ của trường khác, từ đó tạo nên một thành tích bề dày thành tích của các lớp. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có 1 sân bóng đá mini, 12 sân cầu lông, 4 sân bóng rổ trong nhà và ngoài trời. Nhiều câu lạc bộ thể thao của trường Lê Quý Đôn duy trì hoạt động thường xuyên như bóng rổ, bóng đá, điền kinh, bơi lội, thu hút ngày càng nhiều học sinh tham gia. Trường Lê Quý Đôn thì có phong trào bóng rổ rất là mạnh, và hiện nay thì có những cái giải lớn nhỏ, có thể kể như là giải truyền thống của trường. Và ngoài ra thì câu lạc bộ bóng rổ của trường do học sinh quản lý thì cũng đã tổ chức những cái giải để liên kết các thế hệ học sinh để giao lưu với nhau. Ban đầu thì em thi vô đây là để có môi trường học tập và giải trí tốt hơn. Nhưng mà sau đó em chợt nhận ra là trường mình còn có những cái phong trào thể thao bóng rổ, bóng đá, cầu lông rất là mạnh. Điều đó làm em cảm thấy càng tự hào hơn ạ. Hàng năm vào dịp lễ, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đều tổ chức các giải đấu thể dục thể thao trong nhà trường hoặc mở rộng nhằm tạo thêm không khí thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện. Riêng giải bóng rổ truyền thống tổ chức mỗi năm một lần đã trở thành điểm hẹn với đông đảo học sinh. Hàng năm thì nhà trường tổ chức 2 cái giải lớn, đó là giải bóng rổ và giải bóng đá. Có thể nói là những cái trận thi đấu bóng rổ ở trường chuyên Lê Quý Đôn phải nó cực kỳ nảy lửa. Bao giờ cũng vậy, mỗi năm như thế là tôi đều có những cái khoảnh khắc mà tôi xúc động vì nước mắt của những đội thua cuộc và kể cả nước mắt nghẹn ngào, sung sướng, xúc động của những cái đội thắng cuộc nữa cơ. Tôi thích cái khoảnh khắc đó lắm, tại vì nó thể hiện được cái nét đẹp thể thao. Mà trong đó các em dù ở một cái vị trí nào, các em luôn tôn trọng đối thủ bằng cái cách là các em luôn thi đấu hết mình. Là ngọn cờ đầu về chất lượng giáo dục của thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn còn là nơi cung cấp nhiều nhất vận động viên cho các đội tuyển thể thao thành tích cao Bà Rịa Vũng Tàu. 5 năm trở lại, nhà trường đóng góp khoảng 50 vận động viên, và các vận động viên trưởng thành từ Lê Quý Đôn đã giành rất nhiều bộ huy chương tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế. Đi đầu trong phong trào thể dục thể thao khối trường học tại Vũng Tàu còn có trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu. Ngôi trường này có bề dày thành tích ở các môn bóng đá, taekwondo, bơi lội, bóng ném. Từ năm 2015, trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu cũng là trường phổ thông đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu triển khai dạy và học thí điểm môn bóng ném nữ. Nhà trường sẽ tổ chức một số giải truyền thống như là giải bóng ném, giải bóng đá, giải bóng rổ. Thì các em tham gia rất là chuyên nghiệp, và hàng tuần ngoài giờ học ra thì các em là đi tập luyện thể thao. Đấy là một cái môi trường mà mang tính chất rất là lành mạnh và làm cho các em được duy trì cái thể lực, sức khỏe để tiếp tục học tiếp. Với phương châm phát triển toàn diện, giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh về tri thức, tinh thần, thể chất, trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu luôn chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất, khuyến khích rèn luyện các môn thể thao theo sở thích, giúp môn giáo dục thể chất tại trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu trở thành môn học thú vị được nhiều học sinh mong chờ. Các hoạt động thể chất của nhà trường thì có rất nhiều môn như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Nhưng riêng với em thì em hứng thú nhất với bộ môn bóng rổ, và em đã bắt đầu luyện tập bóng rổ từ lúc mới tham gia các hoạt động thể thao của trường. Nhiều nhân tố thể thao đặc biệt cũng được phát hiện trong trường học thông qua các phong trào thể dục thể thao sôi nổi mà nhà trường tạo ra bằng nội lực của mình. Trình Đức Thắng, học sinh trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, là vận động viên chủ chốt của đội tuyển taekwondo trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với thành tích giành huy chương vàng giải vô địch taekwondo trẻ quốc gia, huy chương đồng giải taekwondo các lứa tuổi Đông Nam Á. Bây giờ thầy sẽ hạ
Vì em không thấy taekwondo là một cái tập luyện, không phải là một cái mệt mỏi hay gì, đó là một sự xả stress sau khi những buổi tập của em, nên em luôn cố gắng dành thời gian sắp xếp để có một thời gian tập luyện để giảm cái áp lực trong việc học tập đi ạ. Được nhà trường thầy cô tạo điều kiện về học tập, ngành thể thao trợ lực tối đa, Trình Đức Thắng càng thêm nỗ lực để mang vinh quang về cho thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cho ngôi trường đã ươm mầm chắp cánh cho em.